Cũng nói rõ mà sự thật, hai đứa nó sống chung với nhau là có bầu rồi. Con gái của cô mới hận thằng chồng nó, Sao hận? hận là do nguyên nhân, là lý do làm sao mà cũng như là hại là con gái nó không, đã nói vậy mà sao không chờ là đám cưới để lớn đám cưới là như vậy, rồi nó mới bỏ, nó trốn thằng này, nó đi sống mình nên Lâu không? nó nhờ tới ngày nó gần sanh nở rồi cô mới điện nó được, rồi cô mới nói rằng nó ép bức, nói gì nè, nói mày có bầu với ai, Ai? là cô hỏi con gái cô á, hỏi mày có bầu với ai, rồi nó nói là có, mẹ hỏi làm chi vậy, con hận người đó, con mẹ hỏi làm chi vậy. Dạ con chào cô. Rồi chào cho các chú. Dạ. Cô có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? À, tôi đang là Quỳnh Kim Phụng. Cô Phụng là quê ở đâu đây? À, quê á, thì ở Gò Quao mà lên nghịch giá mướn nhà ở Là ở tỉnh nào cô? Kiên Giang hả? Kiên Giang. Dạ. Là cô mới từ dưới Kiên Giang, cô lên Bình Dương. Từ Kiên Giang lên tới Bình Dương. Cô đi hồi nào đây? Cô đi từ lúc mấy giờ? À, đi lên lúc hồi ngày qua là đi ngày ngang qua nữa. Hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp cô chuyện gì đây? Giúp mấy chú tìm một người con gái là Lương Thị Ngọc Mai, Dạ. về bên chồng, cưới đám cưới, về bên chồng sống được 28 ngày rồi, nó đi là nghe cuốc hai điện thoại của người chị. Sáng nó xin bà già chồng nó đi, bà già chồng nó nói thôi con ơi trời mưa rồi con đừng có đi, để ngày mai hết mưa rồi mẹ chở con đi làm găng rồi đi luôn, đi Dạ. chơi luôn, rồi là để sáng ngày mai nó mới đi. Đi cái lại chỗ làm găng đó, nó nói là bảo nó là thôi đi đông quá rồi con ở đây con chờ đi để Dạ. mẹ đi về, thì mẹ nói là đi về 11 giờ ra rước, thì 11 giờ thì cái chú làm găng nói là cô bé đã đi rồi, Là có làm răng không cô? Là chưa vẫn chưa vẫn làm găng nữa. chưa làm răng. Con gái của cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 2003. 21 tuổi. Cô lấy chồng sớm vậy ạ? Con gái nhà mình là quen với chồng á, là tự quen hay gia đình làm mai mối đây? Tự quen, Hai đứa thương nhau lâu hai đứa không? nó thương nhau cũng lâu lắm rồi, rồi mới đi lên Đồng Nai làm mần á, Dạ. là ở Thủ Đức á, hai đứa nó thương nhau cũng 5-6 năm gì đó. Trời đất ơi, 21 tuổi. Rồi sau một thời gian thì cái thằng bồ đó nó là kêu làm đám cưới thì nó đồng ý hết, thì tự nhiên nó quay lại nó nói là thôi em còn nhỏ tuổi quá để khi nào đi, rồi thằng bồ nó thương nó quá đi, rồi hai đứa mới ngủ chờ trộn chung, rồi có bầu rồi có con, là con nay là Con hiện tại là được 4 tuổi rồi, vậy là ăn cơm trước kẻm hả? ăn cơm trước Ăn cơm trước kẻm đúng cô? đúng. Vậy là lúc cưới đó là con được mấy tuổi, cháu ngoại được mấy tuổi? Cháu ngoại ngày 3 tháng 9 này đã được 4 tuổi. Vậy Hiện tại hồi lúc trước thì nó ở với cô. là Rồi đám 17. cưới xong rồi giờ nó ở bên nội nó rồi. Vậy là 17 tuổi là sinh bé rồi. 16 tuổi là có bầu rồi. Đúng. Con của cô bỏ đi như vậy là cô có biết lý do gì không? Cái lý do thì cô có đi bên tâm linh á, Dạ. thì tâm linh đã nói là có dùng cuốc điện thoại đó, đó là bé này đi nghe lời đi qua bên nước ngoài á, làm đồng lương nó cao À. đó, rồi thành ra dụ bé này không được, mấy dùng phép thuật, Phép thuật luôn. dùng phép Trời thuật đất ơi, dụ cho ghê bé vậy. này nghe nhiều cuốc điện thoại lắm. Dạ. Từ hồi đóng khi trước chưa lập gia đình đó thì mấy con bạn nó nói vậy nè, tao không để cho mày hạnh phúc đâu. À. Nó Bạn nào? bạn thì bạn nó nhóc bạn hết trơn mà nói chung đi cô cũng không có biết nó là người bạn nào, là tên gì, chỉ có người bạn nó tên thân với nó sống chung với nó là nữ đó là tên My, sau nữa là Cẩm. Đó là mình nghe nghe thầy bói nói đúng không? Cái này không phải gọi là thầy bói, Chứ sao cái này cô? cầu cầu lên. Cầu là mình cầu sao? Là gia đình nhà mình tự làm hả? Như Và thế gia nào đình ạ? mình thấy nóng ruột, gia đình mình tự đi xem Xem là là xem nó cái người đó là ông nội.
là ông cố của đứa bé này, ông là cố Lương vậy, Thị Ngọc Mai này. Nếu là ông cố vậy là cô gọi bằng ông nội. Ông nội. À. Là kêu là mình đi tìm không được đâu, rồi nó bé nó bị vậy đó, mình đi tìm không được đâu, nhờ cũng như là nhờ là mấy chú là tìm mới được. Cô cho con hỏi này, là ông nội của cô á là về tâm linh lâu chưa? Lâu rồi, giờ ông nội mất rồi, nghĩ là chỉ được còn lên cô thôi. Ủa chứ vừa rồi là xem cho con nhà mình là xem của ai? Xem của thầy nào? Thì xem thì thầy đời cũ của xem thầy kia, thầy làm bùa mà chụp cũng không về được. Thầy làm bùa? À. Thầy đó ở đâu cô? Ở Dòng Ghiền Kiên Giang luôn. Dạ, Dòng Ghiền Kiên Giang luôn. Thầy làm bùa cao tay không cô? Thì bởi vì không cao tay, bởi vì nó không qua nổi. Nhưng mà phán cho cô là nói là con gái nhà mình như vậy á, cái lý do như vậy á là thầy phán đúng không? Là không, cái thầy mà làm bùa thì thầy không có nói. Chứ thầy nào nói? Nhưng là có ông nội của cô lên á là nói. Ủa ông nội mất rồi mà. Thì mất nhập. À, nhập luôn nhập hả? Nhập xác lên. Trời đất ơi, con nghe nổi da gà rồi đây. À. Nhập vào ai? Nhập vào cô Út. Nhập vào cô Út. Ừ. Là cô Út đó có bên tâm linh không? Có. À, cô Út cũng làm thầy làm bà luôn hả? Làm thầy nhưng mà cũng như nuôi các cháu là khó nuôi vậy nuôi thôi chứ không có làm cái chuyện gì hết. Yeah. Nhập vào cô Út rồi cô Út sao? Ừ. Cô Út lên là nói cho cô Út lên nói đây là cũng như là cha của cô Út. À, cha của cô Út. Ờ, cha của cô Út rồi cô rồi mới là ông nội mới hỏi cô. Rồi hỏi như gì vậy rồi ông nội tự ông nội nói ên luôn. Chứ cô chưa có hỏi. Nhưng mà trước kia là cô có hay tiếp xúc với ông nội không? Cái lúc ông nội còn sống á? Không, ông nội sao cũng mất lâu lắm rồi. Là cô không biết mặt ông nội luôn hả? Không biết mặt ông nội luôn. Trời đất ơi. Vậy đó cô đâu có biết được giọng đó có đúng giọng của ông nội hay không? Hay là cái kiểu hình thức đúng ông nội hay không đâu đúng không? Đó là đúng ông nội. Đúng không? Đúng. Mình hôm đấy đi gia đình nhà mình đông không? Đông, đó là dòng họ bên nội rồi có cô Thím Út. Dạ. Là mình có thắp nhang, thắp hương không? Có. Có trái cây không? Có. Nghĩa là hôm đấy là cô Út là có quằn quại không? Có. Ủa ơi, ghê vậy hả? À. Trời đất ơi. Mỗi khi cái đám giỗ của ba của cô á là vừa thắp hương xong rồi là giấy xong rồi là... Ông nội hiện về. Hiện nhập lên cô Út liền. Nhập cô Út. À. Là nói như bên chị như thế nào là cái gì đó. Là ai sái ai quấy gì đó là hỏi nói hết. À, vậy là bữa ông nội nhập hồn vào cô Út là ông nội nói là cô chia sẻ lại đi là nói sao ông nội nhập hồn vào ông nội nói bé nhà mình sao là nói là bé chỉ cút một cuốc điện thoại đó là bé đi đi kiếm bé đi là cũng như là nhờ cấp trên đi kiếm đi chứ mình đi kiếm không bao giờ gặp đâu nhờ cấp trên là sao? Cũng như là nhờ là cái sự của là công an á hoặc là cô sĩ. Ông nội nói hay đó, cái này con chịu nè, không cái này con chấp nhận được, đúng ông nội nhập thành hồn ra là đấy. Cô mấy tò mò là lên chị nô gồ đó mấy thỏ chị nô gồ lên mới nói mới biết hay cái quá. Chú này cô hay đó, 10 điểm. Vậy là cô lên hỏi chị Google rồi hả? Hả? Cô hỏi chị Google hỏi sao? Hỏi là hiệp sĩ ở Bình Dương tên gì? À. Là họ hiện lên liền. Chị Google hồ nói với cô sao? Thì không có, thì thể hiện hình lên thôi. Hiện hình lên cái chú hiệp sĩ. Chứ không phải là mình dùng Google nói hả? Không. Hay ha. Không biết cái vụ đó, chỉ biết hỏi lên cái quay trực tiếp á. Trời đất ơi, cô giỏi vậy, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 2. Cô có tin vào tâm linh không? Tâm linh thì cũng tin chứ. Tin đúng không? Tin. Trước giờ là từ ngày con mà bỏ đi như vậy là cô đi xem bao nhiêu thầy bà rồi? Có một lần đi thì mới đi được 3-4 ngày đó là đi chụp về. Dạ. Rồi thấy 8-9 ngày rồi. Đi chụp là sao cô? Đi chụp cũng như làm bùa cho nó đi về. Mình làm bùa luôn. Đó, làm bùa cho nó đi về, cho nó thương chồng nó quay trở về. Nhưng mà thầy đó là thầy nam hay nữ? Nam. Thầy đó là mình có làm có tốn tiền không? Không. Mình làm hình thức như thế nào? Chỉ bằng cái phép nói đề kề điện thoại, nói tên họ mẹ với họ con à. Phép luôn hả? À, phép thuật đó hả? Dạ. Phép thuật chỉ có trong phim thôi. Ở ngoài có không?
Cái đó là nói chung thì con cũng không biết, thì người ta chỉ thì mình đi làm như vậy cho con, mình nắm ruột cho con, mình nó cho nghe lời thì nó đi về thôi. Rồi cuối cùng là con nhà mình có nóng ruột không? À, thì không có nóng ruột nhưng mà có tin. Tin sao? Tin nó đưa cái hình lên. Con gái nhà mình đăng lên. À, cô bé đó không đăng lên nhưng mà bạn của cô bé đã đăng lên. Đăng lên ở đâu? Đăng lên Facebook. À, đăng cái hình đó như thế nào? Đăng cái hình đó là một cái búp bê. Rồi sao nữa? Cái búp bê là để là tao không để cho một gia đình nhỏ, tao không để cho vợ chồng mày yên. Ôi trời đất ơi, vậy cái cô đăng lên đó là hay có khi nào là tình địch của con gái nhà mình không? Thì hồi nãy trước nãy cô kể đó là con nhỏ đó thì nó sống chung với nó. Sống chung với con gái của cô là Lương Thị Ngọc Mai đó. Là hai đứa thân với nhau hả? Hai đứa nó chơi thân với nhau. Bây giờ con gái của cô lấy chồng, rồi nó muốn phá, nó để nó không để cho vợ chồng mình hạnh phúc. Nó phá chi hả? Mất mớ gì phá? Thì do nguyên nhân đó thì cô cũng không biết, rồi đó có âm mưu gì không mà cô không biết. Hay là nó có khi nào nó lại thương con gái nhà mình, hay là nó thương chồng của con gái nhà mình không? Thì cô nghĩ rằng là chắc rằng là nó không có thương chồng đâu, của con gái của cô đâu, chắc là có thể là nó thương con gái của cô. Nhưng mà nó thương bây giờ thì nó không có thương nữa, nhưng mà nó thương hại rồi. Thương hại là sao? Vậy về nó đã có bồ rồi. À, có bồ ha. À. Cô ngôn từ của cô sâu sắc lãng mạn ha. Cô tuyệt vời đấy. À, không phải thiệt trời đâu chú ơi, bởi vì chắc này cũng có cái gì để cho cô nói chứ cô cũng đã rớt nước mắt nhiều lần lắm rồi đó. Hay là ông nội nhập nữa? Chắc không có nhập đâu, cũng để cho tăng cường để nói chuyện thôi. Hay là có ai dựa vào cô không? Bình thường cô có nói chuyện vậy không? Không. Vậy là hôm nay là... Không, cũng nói chuyện nhưng mà không có bình tĩnh. Vậy là có hôm nay là nói chuyện khác? À, hôm nay làm như thấy cô thấy làm như nó mạnh dạn lại. Ôi nói trời đất ơi. Vậy là hay là cô có khi nào người âm dự không? Không, nó là không biết. Phải không? Là tự nhiên gì hồi nãy là ngồi ở dưới là nhớ tới là khóc. Khóc ha. Không biết lên đây có nói được hay là không. À. Nhưng mà tự giờ chú hỏi ấy, yeah, thì cô nói rất là nhiều. Yeah. Rồi cô là cô, con thấy có vấn đề rồi đấy. Mà chưa có biết vấn đề gì thì cô không biết nữa. Con chưa biết là vấn đề nó nằm ở đâu thôi. Cô bây giờ là cô lúc khóc lúc cười này. Mà cô nói chuyện là rất là hay, rất là hiện đại, ngôn từ rất là sâu sắc này. Cô cho con hỏi này, hôm nay sao là cô về đây mà con rể của cô không về cùng với cô? À, nói với chú như thế này, con rể thì mới đầu á, nó xin nó là mần là quản lý công ty, nó mới lên chức. Rồi đám cưới của nó đó, thì nó cũng đã nghỉ nhiều rồi, thì nó là quản lý nữa. Rồi cứ ngày bữa thứ bảy chủ nhật rồi đó. Là nó nghỉ phép bữa chủ nhật. Rồi thứ hai, thứ ba nó cũng dẫn đi. Giờ ba ngày đó là liên tục rồi, người ta xin nghỉ. Được ha. Với hoàn cảnh gia đình nó thì cha nó cũng bệnh, biết chết sống nhà nào. Mẹ cũng bệnh nữa. Rồi con nó thì còn nhỏ ở bệnh, có thà không có thể đi được. Rồi nó mới nhờ, nó giờ mẹ đi giùm cho con. Vậy thôi đó. Vậy là mới cưới được 28 ngày thì con bỏ đi. Yeah. Cưới là mình làm lớn không cô ha? Dạ, bên cô thì nói chung đi, thì mà lần cô mới lên đi làm ở Vũng Tàu nè. Làm cưới Vũng Tàu á, chỉ làm có 2-3 mâm vậy, biết cha biết mẹ thôi. Còn bên đàn trai thì làm tới 40 mâm lận. 40 mâm? Ờ, người ta chơi cả mà. Đám cưới to dữ hả? Chơi cả mà. Là làm ở quê ha cô ha? Ờ, thằng ghế của cô thì nó ở Đồng Nai á. Gốc là người Đồng Nai. Ừ. Còn cô là gốc là ở Kiên Giang. Kiên Giang. Vậy là đám cưới vừa rồi là tổ chức ở Đồng Nai? Tổ chức ở Đồng Nai. 40 bàn. 40 bàn. Có linh đình, vậy là quá linh đình thôi. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây á. Nói gì quá linh đình thì nó hơi ấy thôi, cũng hơi sập sành thôi, chứ cô không có quá gì linh đình mấy. Không linh đình rồi, 40 bàn là hoành tráng cô, hoành tráng lắm. Thường thường đám cưới bây giờ là 17 bàn là hoành tráng rồi. Mình vậy là VIP pro rồi đó. Bởi vì nó nghĩ rằng chắc nó cũng làm vậy, nó là cũng là ship công ty. Là sao? Nó quản lý công ty mà. À, con cô làm cái chức quản lý hả? Dễ. Giỏi ha. Ừ. Con rể cô năm nay nhiêu tuổi rồi? À, nó năm nay nó 31 tuổi. Ồ, 31 giỏi ha. Quản lý công ty lương cao lắm. Tháng 40-50 triệu lận. Không có, tới dữ vậy đâu chú ơi. Không có hả? Ta lương chính bản của nó hình như là nó có 6 triệu thôi. Ôi trời đất ơi, lương rồi, 6 triệu thôi nhưng các thứ cái gì nữa đó là không biết. À, gọi là ABC đó, gì đó thì mình không biết à. Vậy là con của cô làm sếp đấy.
Sếp. Ở dưới là có nhân viên đấy. Hãnh diện ha, mình có con rể vậy mình hãnh diện không? Hãnh diện chứ. Nhưng mình thích ha, mình có đi khoe với bà con khắp xóm không? Có. Dòng họ bên nội bên ngoại nói chung ai cũng khen, ai cũng hoan nghênh hết. Hoan nghênh chào đón. Dạ. Đúng không ạ? Đúng. Trong cái thời gian vừa rồi á, con gái nhà mình với con rể có chuyện gì xảy ra không? Dạ không có chuyện xảy ra, không có gì chuyện xảy ra hết chứ. Có cự cãi không? Không luôn. Chỉ là hai đứa chưa gần ngày cưới qua bên nhà cô chơi, hai vợ chồng mới bàn tính là đám cưới xong rồi có thể anh xin nghỉ việc là anh về chăn nuôi để kiếm tiền lời, là nghỉ chức làm quản lý. Ồ, làm dân lại bình thường. Ủa thế? Thì bởi vì ta thương vợ về ta làm phụ vợ tiếp, quản lý rồi cát nuôi con này con kia rồi đó. À, nhưng mà bỏ chức phụ to à, ở công ty uổng lắm. Mà nhưng mà chưa kịp bỏ chức thì vợ đi rồi. Bỏ đi. Cô có ở gần con rể không? Đâu có ở gần đâu. Đâu có ở gần, không có ở gần. Vậy là vợ chồng có cãi nhau hay có chuyện gì cô đâu biết được đâu? Không, bà và chồng nói là không có cái gì hết trơn, không có chuyện gì, không có đứa cự nữ gì hết trơn, chỉ là nó về nó nói là tại sao em ở nhà em xem điện thoại hoài vậy? Đó. Sao em không ngủ chưa? Đó, với là nguyên nhân đó. Rồi nhỏ kia nói thì em buồn em xem. Thì có như thôi, vì thằng kia nó cũng không dám nói gì luôn. Vậy là theo như cô này, con gái nhà mình trên cơ con rể nhà mình hay con rể trên cơ? Là con gái mình trên cơ. Sao cô biết? Biết cách nó qua nhà mình, nó nói chuyện là hai đứa nó nói chuyện là nó ép bức với nhau là mình biết. Cô hay ha, cô cái gì cũng biết ha. Cô tuyệt vời đấy. Biết chứ, nói chung đi cách nói chuyện với con rể mình, con gái ruột mình nói chuyện với con rể mình sao mình con biết chứ. Con gái nhà mình là làm công việc gì cô ha? À, nó chỉ làm nội trợ thôi. Ăn với ở nhà ở không đúng không? À, nó cũng có đi làm quán cà phê. Cà phê là cà phê như thế nào? Cà phê cũng như nó làm nhân viên vậy đó. Cà phê lớn không cô? Cũng nhỏ à, ở Thủ Đức á. Mà là nó lên làm Thủ Đức mới quen chồng nó. Không, ý con nói cái lúc cưới chồng về nè. Hồi cưới vậy chưa có làm gì hết. Là đang nội trợ. Nội trợ thôi. Bây giờ cô cho con hỏi chi tiết cụ thể cái sự việc này. Con gái của mình và con rể là có con. Năm đó là năm 17 tuổi đúng không ạ? Đúng. Là hai người này có sống chung với nhau chưa? Là đây là tôi cũng nói rõ mà sự thật. Hai đứa nó sống chung với nhau là có bầu. Rồi con gái của cô mới hận thằng chồng nó. Sao hận? Hận là do nguyên nhân, lý do làm sao mà cũng như là hại là con gái nó không đã nó nói vậy mà sao không chờ đợi đám cưới để lớn đám cưới. Như vậy rồi nó mới bỏ, nó trốn thằng này, nó đi sống mình ên nó lâu không? Nó nhờ tới ngày nó gần sanh nở rồi cô mới điện nó được. Rồi cô mới nói gần nó ép bức nói gì nè, nói mày có bầu với ai? Ai? Là cô hỏi con gái cô á, hỏi mày có bầu với ai? Rồi nó nói là có mẹ hỏi làm chi vậy? Con hận người đó, con mẹ hỏi làm chi vậy? Tới nói mày không nói mẹ cũng biết rồi. Thôi đi coi cho nó nhìn con nó đi về, đừng nó nuôi con chứ giờ mẹ đâu có nuôi con nổi đâu. Với mày thì tao làm tao mắc cỡ quá à. Rồi thấy vậy nó mới đi về, về cái nuôi sanh nở đổ trơn rồi bên chồng rồi nó mới nói thôi đi sanh rồi đi rồi mẹ làm đám cưới cho hai con. Lúc đó là về nhà chồng ở chưa hay là vẫn ở Thủ Đức? Còn ở Vũng Tàu với cô. Sao lại ở Vũng Tàu nữa sao? Cô đi mà mướn. Cô làm mướn ở Vũng Tàu. Hiện tại bây giờ cô đang ở Vũng Tàu chứ không phải ở Kiên Giang đúng không? Ở Kiên Giang, hiện tại giờ ở Kiên Giang. Hồi lúc trước thì cô ở Vũng Tàu. Dạ. Làm mướn 5-7 tháng thì đi về nhà thăm nhà vậy đó. Vậy là con gái là về nhà mẹ ở luôn ở Vũng Tàu. Ở nuôi xứ xanh ở rồi cứng cáp ở trên rồi bên chồng người ta cũng đưa đỡ đẻ đàng hoàng chứ ta không có bỏ bê, người ta kêu là tới cứ ngáp là đám cưới rồi thì ụp tới dịch tới đó, rồi là kéo thời gian đâu là đứa bé nó sanh chào đời được đâu 8 tháng 9 ngày rồi nó mới hỏi thằng chồng nó rồi vợ vậy rồi tính sao anh, rồi cho cha mẹ em nở mặt đó mày, thì bên chồng nó hứa lận lòi hoài à. Hứa hoài hả? Hứa mà không làm đúng không? Hứa mà không là không phải gọi là không làm, chờ con nhỏ con gái nó ở bên nước ngoài á, nó đi về mà dịch rồi nó không về được, rồi bả tính thinh thinh rồi nó thấy vậy nó bực quá cái nó bồng nhỏ này nó đi, nó về nhà cô. Vậy là trước đó là có về nhà bên chồng ở một thời gian rồi? Có ở thời gian rồi
rồi nó bồng nhỏ về nhà cô ở tới bây giờ. Tới bây giờ rồi nó cắt liên lạc với, nó giận cắt liên lạc với chồng nó luôn. Mà thằng chồng nó cũng còn liên lạc, cũng gửi tiền cho con đó, cũng hàng tháng cũng gửi tiền cho con nó đàng hoàng chứ không phải là không gửi. Rồi tới sau hồi tháng Giêng cô lên Vũng Tàu cô sống làm mướn, cũng bồng cháu ngoại đi. Dạ. Rồi con của cô là Lương Thị Ngọc Mai đó thì nó đi làm quán cà phê. Dạ. Rồi cô mới điện nó kêu nó đi về làm giấy tờ cho con nó học. Rồi nó mới đi về, rồi chụp với thằng cháu ngoại nó bệnh. Rồi cô thấy vậy mới điện cho cha nó là tên thằng Tuấn á. Dạ. Rồi điện nó vậy nó hỏi gì chứ có mẹ nó đó không, cái nó là cô nói có. Thì bắt đầu hai đứa nó điện hẹn hò với nhau điện á. Rồi nói qua nói lại rồi thằng cháu ngoại nó hết bệnh đi, bà nội nó mới xin rước đi về bển. Dạ. Thì nói với con gái của cô là Lương Thị Ngọc Mai á, chị nó là tên Bích, Lương Thị Ngọc Bích. Hai chị em nó nhờ chồng nó qua rước về bên nhà bên chồng nó chơi. Thì cũng có hỏi nó giờ thôi giờ con tính sao, con có quay về lại không. Thì con nhỏ con gái cô nó trả lời á, nói là tùy theo anh Tuấn. Thì Đức tất nhiên nó là nó đồng ý rồi. Dạ. Rồi là nó chơi về rồi nó mới hỏi ý của cô. Rồi hỏi mẹ vậy chứ mẹ Tuấn nói gì, mẹ tính sao. Tôi nói thì con, thì giờ con quay lại thì con quay với mẹ tính sao giờ, làm cha làm mẹ mà. Dạ. Rồi bên đàn trai người ta thấy vậy, người ta xong xuôi người ta mới trình ngày đám cưới. Người ta cũng nạp tài tiền cũng đàng hoàng, lễ vật cũng đầy đủ đàng hoàng. Đầy đủ luôn hả? Đầy đủ luôn. Lớn không cô? Mấy cây vàng? Không, vụ vàng thì nói gì cô không tới cây. Chứ lễ gì mà cô nói đầy đủ lớn? Đầy đủ cũng như là mâm bàn ta cũng đưa rước đàng hoàng vậy đó. Nhưng mình con mình đã có con mà, ta cũng nghĩ rằng là đâu có gì đâu, ta rước đàng hoàng. Có con thì có con chứ, đời người con gái đẹp nhất là cái ngày lên xe hoa mà. Nói. Con là cùng con của chú rể đó luôn chứ đâu phải con của ai đâu. Đúng dạ. Không? Vậy là vàng chưa được cây hả? Chưa đại cây. Vàng đang đắt mà. Đúng không cô? Vàng bảy mấy triệu cây mà. Đúng rồi. Vậy là 28 ngày thì 28 ngày vậy là mới cưới tháng vừa rồi hả cô? Hồi tháng 6 vừa rồi. Tháng 6? Ừ. Cái lúc mà khi mà nói đến chuyện đám cưới đó thì cô có quan sát cái biểu cảm cũng như nét mặt của con mình có vẻ như là buồn bã hay gì không? Thì nói cho chú như thế này nè, cái lúc mà nó trình ngày đám cưới xong xuôi rồi thì nó không có nét mặt gì để xảy ra hết. Rồi cỡ khoảng cưới xong rồi là nửa tháng là bên chồng nó điện là con nhỏ này nó bị hay nhức đầu. Nhức đầu? Cái biểu hiện nó khác. Nó tối ngày nó ôm điện thoại không à. Chắc là rối loạn tiền đình á. Nó ôm điện thoại, nó lên trên mạng rồi nó đòi bán đồ online cái gì đó. Rồi nó nói chuyện như mấy đứa trên mạng nói chuyện bằng điện thoại đó. Dạ. Yeah. Đó. À chơi live stream á. À đúng rồi. Bán đồ live stream á. Con gái nhà mình giỏi ha. Rồi sau đó như thế nào? Thì sau đó như thế này đó là... Rồi bà mới nói với cô. Thì cô nói thì chị nói với nó bớt chơi điện thoại lại. Thì thằng chồng nó về cũng nói là em bớt chơi điện thoại lại đi. À thì, bà xui mắng rốn đúng không? Bà xui mắng rốn. Bị ông xui bệnh nằm đó mà điện chứ hoài ông xui ông ngủ không được, tao mệt mà. Trời ơi chơi mét kìa. Lớn chơi mét kìa. Nói chung thì cô cũng đâu có biết đâu. À bà xui mắng rốn quả này hay này. Rồi sao nữa, bà xui có con nói chuyện có quạo quạo không cô? Không, bà xui nói không bao giờ cứ bà xui quạo. Bà xui nói cũng thẳng thắn luôn không bao giờ quạo. Thì con nó thì có nó tuổi trẻ mà. Cái dạ. Việc nó vui chơi thì cái việc nó nói. Chứ đâu có cái gì bà không có khắc mắc cái gì vụ mà vậy đó. Còn cưới về bên chồng đó là các thứ là trang trí của nữ đó là bà mua cho nó toàn bộ luôn. Từ A đến Z. Từ A đến Z, từ áo cưới luôn, từ đôi dép luôn. Chăm sóc giữa ha. Con dâu sáng hỏi con dâu, con hỏi con ơi con ăn cái gì, mẹ sẵn mẹ đi mua luôn con. Thì con nhỏ kia trả lời thì mua trái cây này trái kia gì đó. Thì bà vẫn mua bỏ trong tủ lạnh. Ủa cô
Cô có ở gần đó sao cô biết hay vậy? Không có, con nhỏ em chị nó. À, mình nghe. Ở bển chơi, ở bển chơi là bà hỏi kể lại. Đúng rồi, người nhà của mình đúng không? Người nhà mình. Thì đến chơi thì bà mẹ chồng phải quan tâm vậy là đúng rồi. Mà không, nó cũng kể luôn. Kể luôn hả? Nó cũng kể luôn, nó nói là bà và chồng nó tốt lắm. Tuyệt vời lắm hả? Tuyệt vời luôn. Theo như cô chấm điểm cho bà Xuân là được mấy điểm? Cô mới nói vậy, nói vậy mày có phước thì mày cứ hưởng đi nha, đừng có ham vui chơi với bạn bè nữa. Nó nói mẹ có nghĩ rằng vậy không, mà con lớn rồi chứ phải đâu con còn nhỏ nữa đâu. Nó nói vậy đó. Mà trước khi là ngày đó nó tối sáng đợi nó còn quay phim lại con nó với nó là con gái của cô với con á. Dạ. Là hai mẹ con đang là quay phim gì đó, là chụp hình gì đó, là hung hít nhau rồi cười này giỡn nữa. Là sáng mai lại là nó bỏ con nó đi. Vậy là con thơ bây giờ vẫn để ở bên đấy. Dạ. Như cô nói cái lý do mà cô xem về tâm linh là nghi ngờ con mình bị làm bùa làm ngải hả? Làm bùa. Phải không? Bị dụ. Cô có nghĩ rằng con mình có thể là... Nó bị dụ vậy, như phần nữa nó nói bên Việt Nam mình làm tiền ít quá. Ít quá hả? Rồi bị dụ nghe lời chị em đi qua bên bển làm tiền cho nó nhiều. Đó đó là cô nghe thầy phán thôi chứ cô... Không, đã... nghe thầy cũng là nghe, nhưng mà ngoài đời cô cũng vẫn nghe luôn. Ngoài đời ai nói cho cô biết? Không, cô coi trên... À, thì đó là cô coi thôi chứ. Coi trên mạng quay lên đây nè, cũng gửi nhiều tin nói dụ và bị dụ rồi bán tiền nhiều vậy đó. Cô có bao giờ cô nghĩ rằng là con gái nhà mình, cô cứ nghĩ đi, cô cứ suy nghĩ lại cái câu chuyện, cái cuộc đời của em nó đi. Từ lúc mang bầu, sau đó thì một thời gian là không có gặp chồng như bây giờ. Sau gặp được lại có chuyện xảy ra rồi về nhà mẹ đẻ ở lại một thời gian sau rồi mới cưới. Yeah. Rồi là cứ một cái thời gian dài như vậy mà em nó trong khi đó tuổi đời còn rất trẻ mà còn ham chơi lắm. Con chưa nói vấn đề ham chơi hay không, mà con đang nói cái thiệt thòi của em nó. Có khi cái thời gian mà chồng có thể thiếu sót sự quan tâm, cũng như là cô chia sẻ rằng là bên nhà chồng nó cứ hứa hẹn hoài để lại tổ chức đám cưới, rồi xảy ra cái chuyện này chuyện kia rồi cứ trễ dần cho tới thời điểm hiện tại bây giờ mới cưới. Yeah. Cô có nghĩ trong cái thời gian đó là con nhà mình lại có quen người khác không? Không, nó không có quen người khác nè, mà nó ở chung sống với nữ. Nữ. Sống với nữ không à. Rồi nó còn về bên chồng nó, bà già chồng đó, nó còn nói là lỗi do con. Cái là con gái cô mới nói là lỗi là lỗi do anh Tấn. Ảnh là thanh niên, ảnh ở ngoài ảnh có bồ. Có bồ con, hả? Ham chồng nó thì hỏi chưa chú, như trai còn trẻ mà thì cũng phải cũng chọc ghe gái vậy. Rồi con nhỏ này nó trả lời nó là chồng nó ra đường cũng có bồ vậy, còn nó thì nó không có bồ, nó không có sai gì hết, nó nói thẳng như vậy. Mà tự nhiên sao mẹ chồng lại nói chuyện với con dâu kỳ hả? Lại đổ lỗi cho con dâu là sao? Là cũng như là nó bồng con đi là đổ lỗi cho nó là nó sai. Con nhỏ này trả lời với bà chồng nó nói là con không phải là con sai. Mẹ chồng với con dâu có được hòa thuận không? Thì hòa thuận gì mà không hòa thuận, thì mình không có kề cận gần gũi mình không biết, nhưng mà thực tế cách nói chuyện á, bà vợ chồng với con dâu thì cô khẳng định rằng á là bà vợ chồng này rất là hoàn hảo, rất là thương dâu. Có thấy cô là nãy giờ từ đầu đến đuôi câu chuyện là cô đánh giá bên con rể cũng như bên chồng là tuyệt vời lắm đấy. À, nhưng câu như thế gì nè, bởi vì là không phải gọi là khen tuyệt vời à, các thứ gì á thì bên chồng nó cũng lo hết toàn bộ cho nó, mà còn trở lại nhưng đúng như trò như người ta đó, là người ta có tiền mà ta cưới con khác cũng được vậy. Nàng bà mà bồng con đi về bên ruột rồi có thể mày đi được nữa, nhưng mà lý do thì phải có nguyên nhân, con nhà mình biết ẩm đi chứ tự dưng đâu khơi ẩm đi. Không, như mình nghĩ vậy đó, nhưng mà người ta thương con mình, người ta đã tận nói với con mình là toàn bộ là người ta bỏ qua hết, toàn bộ ai sai trái thì bỏ qua hết, cứ việc làm lần đầu. Bây giờ con hỏi cô này để con phân tích, con đi sâu vào vấn đề này luôn nhé. Rồi. Cái lý do mà con nhà mình ẩm con thơ về bên cô ở đó, trong cái thời điểm mà chưa cưới đó, lý do gì? Nguyên nhân gì? Lý do là tại vì bà hứa là làm đám cưới rồi chờ con nhỏ bên Nhật về, mà con nhỏ bên Nhật về không được.
Thì đó, khổ cô ghê á. Rồi thì... bà mới nói vậy nè, nói đám cưới thì bà muốn làm á, thì bà làm cho nó coi cho được. Chứ không phải làm mà kiểu mà có mâm hay mâm đó, ta coi cô ra gì. Cô có thấy xót thương con của mình không? Cũng xót thương chứ, xót lắm. Một người con gái tuổi đời mới đôi mươi mà như vậy á, mà khi về nhà chồng mà cứ hứa hẹn cưới hoài á, mà không cưới, cứ để tiếp diễn hoài thì bé nó buồn, bé nó tội nghiệp thôi, bé nó thấy tủi bản thân thôi. Chứ đâu phải con nhà mình là quen người đàn ông khác đâu, đúng không? Đâu phải đúng đâu, rồi, đúng không? Nó không có quen người đàn ông nào khác riêng biệt nó hết trơn. Đâu phải là bỏ đi theo trai hay là đi theo không ai đâu. Không có bỏ đi theo trai đúng luôn, rồi, không rồi. Có bỏ đi đâu rồi là gì, chỉ là bồng con về đưa cho mẹ rồi mẹ ơi giờ bà nhà chồng con hứa hoài. Hứa lèo. Nó không nói hứa hoài, nó là nó không nói hứa lẹo, nó hứa hoài à. Thôi thôi vậy con lớn rồi, con cũng 8-9 tháng gọi rồi. Là bản thân của bé này cảm giác được là mình không có được sự tôn trọng, không có được sự tôn trọng nên bé mới vậy á. Câu chuyện của cô tóm lại là có hai nguyên nhân. Một là có vấn đề bên chồng nên con nhà mình lần này mới cưới 28 ngày mới bỏ đi. Hai là có người yêu bên ngoài bỏ đi, thế thôi. Chỉ có hai nguyên nhân vậy thôi. Một là gia đình, ba mẹ chồng, chồng đối xử không tốt, con nhà mình sống chịu không nổi nữa thì con nhà mình mới bỏ đi. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là có thể là con nhà mình quen hoặc có người yêu bên ngoài bỏ đi. Thế thôi, tóm lại là vậy thôi. Theo như cô thì nguyên nhân nào là đúng? Theo nguyên nhân của bên của cô á thì không phải gọi là nó bị áp bực lực quá là nó đi, là không phải. Vậy là nguyên nhân là bỏ đi theo trai. À, còn giờ bỏ đi nguyên nhân theo trai á cũng không phải. Bởi vì một cuộc điện thoại. Vậy là con hiểu ý cô rồi, vậy là cô đang nghĩ là bùa ngải đúng không? Đúng. Tâm linh đúng không? Đúng. Con không nghĩ vậy cô ạ. Con biết cái chuyện bùa ngải là cũng có, nhưng mà đâu phải muốn làm là làm đâu. Mà người ta làm con mình để làm gì? Con nhỏ kia con thì con nói thật, con thì con không có tin vào cái đó mấy nhá. Bởi vì cái chuyện tâm linh thì mình cũng không thể nói được. Nhưng đúng mà rồi. Theo như con thì con bác bỏ cái lý do của cô. Con không đồng ý, không đồng tình với lý do của cô. Người đúng. Ta bỏ bùa con cô để làm gì? Con cô có gì mà để người ta bỏ bùa? Cô suy nghĩ xem. Bởi vì cô suy nghĩ như thế này nè, bởi vì con nhỏ bạn của nó là dặn nữa là nó nữ. Người nam là nữ hả? Nữ nam nữ nữ. Là người... LGBT á. Ờ, nó phái thương con của cô. Giờ con của cô nói là tao về tao trả hiếu cho mẹ, tao quay lại với chồng tao. Thì con nhỏ này lên nó phát biểu linh tinh, nói là tao không để cho vợ chồng mày hạnh phúc. Chỉ có thể đó là tình yêu đấy. Thì lắm nó thôi. Bây giờ thì nó làm cho nhỏ này nghe lời là có thể là đi qua nước hả, hoặc là đi bán gì đó. Nói chung thì cô nghĩ vậy thôi. Con gái nhà mình có ngoan không? Thì nó cũng ngoan. Trước giờ cô nói có nghe lời không? Nghe. Ngoan. Nghe lời lắm. Một dạ hai vâng không? Vâng vâng dạ dạ. Đi màn xa hộ điện thoại alo con gửi tiền về cho mẹ là gửi liền. À, mang tiền về cho mẹ. À, Tết là hứa về, con về không kịp thì con gửi về cho mẹ trước, con về sau. Vậy là có hiếu mà. Có hiếu lắm. Cô được mấy người con? Ba đứa con. Em này là con thứ mấy đây? Út. Út à, giàu út ăn, nghèo út chịu. Yeah. Bây giờ là mới cưới xong là út cao chạy xa bay luôn rồi. Cao chạy xa bay luôn rồi. Yeah. Bên bà Xuôi có hốt hoảng đi tìm không cô? Có hốt hoảng đi tìm đấy. Con nói với cô lần này đi nữa là sẽ như thế nào không? Là chúc cho chị Xuôi đi tìm con dâu về mai mai sớm. Không, ý là chị Xuôi có nói rằng là con nhà mình đi lần này nữa là bên Xuôi ra sẽ có kế hoạch như thế nào không? Không. Có trách móc không? Không có kế hoạch gì nữa hết. Đúng rồi, hôm nay là con rể của cô phải về đây này mới đúng này. Bởi vì đúng. Cô đã... Nhưng cô nghĩ đó là cái sự việc này là con rể cô nó đi rất là hay. Nhưng mà nó nói là con xin lỗi mẹ, con đi tìm, con xin nghỉ công ty nhiều quá rồi. Con nghỉ cả tuần, giờ con nghỉ nữa thì gia đình con...
không có tiền để con đi tìm vợ con nữa. Tại sao vừa rồi nghe cô nói là hai vợ chồng trẻ này đã từng lên kế hoạch là bỏ hết công ty, bỏ hết công việc đang làm quản lý để về đi chăn nuôi gì mà? Chăn nuôi đó là nó mượn vốn của mẹ nó. Bây giờ mẹ của bà Xui á. Bây giờ nghĩ đi tìm vợ lại nói như vậy là sao? Đúng ra có con rể ở đây, con rể sẽ chia sẻ được cái thông tin cụ thể xem cái những cái ngày qua hai vợ chồng như thế nào và có cái chuyện gì đang xảy ra thì anh em mới có cách có hướng biết được. Đoán được cái kiểu cách của con gái nhà mình, lý do nguyên nhân chính là gì mà bỏ nhà đi. Nhưng mà tới giờ phút này cô thì cô không thể nắm được rồi. Cô để cô chỉ có gọi, chỉ có hỏi chị Google thôi. Cô có bấm hỏi chị Google tại sao con gái nhà mình bỏ đi chưa? Nói chung đi giờ thì cô đã đến đây thì cũng nhờ mấy chú với cộng đồng mạng chia sẻ các nước để cho con của cô để về để sum họp lại gia đình và chồng và con nó. Và nói chung lại là cô thì cũng bức xúc dữ lắm. Cô bức xúc cái gì mà bức xúc hoài vậy? Bức xúc là cũng như là thương cháu, thương con. Vì gì cháu ngoại ở với mình đã 4 năm rồi. Và tự nhiên cái nó có chồng nó bồng con đi về bển. Giờ hiện tại giờ con mình nó mất tích. Cô như vậy đó. Hai vợ chồng có con gái nhà mình với con rể có đăng ký kết hôn chưa cô? Có rồi. Đăng ký rồi ha. Giấy tờ đầy đủ hết trơn á. Thì mình nhớ thì mình lên thăm đi, thăm cháu ngoại đi. Mình nghỉ vài ngày mình đến đấy mình chăm cháu ngoại được không? Nói chung thì gia đình hoàn cảnh thì cô chú bây giờ có hai chồng già cũng khổ lắm. Vậy là các con cô đi lấy chồng lấy vợ hết rồi hả? Lấy vợ chồng vợ hết rồi. Không có ai đi kiếm phụ với cô hả? Không ai, có anh thằng trai nào ở Đồng Nai thì kêu nó chở đi đó. Ra ngoài hả? À, còn đứa con gái thì nó ở Vũng Tàu. Khổ à. Bây giờ là cô mong muốn điều gì nhất thì cô nói cái tâm nguyện của cô với con gái của cô đi. Hy vọng con gái của cô xem được video này sớm quay trở về. Dạ. Còn trước khi thì cô muốn xin mấy chú với cộng đồng mạng và giúp tay kiếm giùm con của cô là cô là Tờ Quỳnh Kim Phụng. Dạ. Kiếm con là Lương Thị Ngọc Mai. Và về sớm để sum họp với bên chồng và bên cha mẹ và con cái. Giờ mong điều thứ nhất là cô mong như vậy đó. Cô nói chuyện với con cô đi. Dạ mẹ là con ở đâu á thì con đi về với ba với mẹ với con đi. Con giờ nó nhớ con nhiều lắm. Chứ hiện tại giờ con sống thì con biết làm người thì con thương ông nhà chồng con bệnh cũng nhiều cái sắp chết rồi. Con đi về đi con. Chứ con đừng có nghe lời bạn bè nó bỏ cha bỏ mẹ rồi bỏ chồng, bỏ anh bỏ em bỏ cả các dòng họ. Rồi con đi ra bên nước ngoài con sống vậy đó. Con không xót thương sao? Giờ con với mẹ chỉ mong con á đi về với mẹ. Với con đi là con là Lương Phúc Thịnh đó. Tới giờ phút này cuối video này con vẫn khẳng định với cô là cái thông tin cô nghe về vấn đề con của cô mà đi nước ngoài là chỉ về tâm linh thôi đúng không ạ? Chứ chưa có một cái bằng chứng gì xác thực ở bên ngoài đúng không cô? Thì giờ cô nói giờ mà giữa thì bên tâm linh ấy thì dẫn đường dẫn lối. Giờ cái tin đó là cô tin đó là nó là bị dụ nghe lời là ham đồng tiền đồng ngân lớn rồi để nó đi thôi. Trước giờ nó dường cô... như thí dụ như nó là nó ở đây nó thôi mày ở đây mày làm tiền ít rồi mày theo tao, giờ tao có chồng ở nước ngoài thì mày đi theo tao qua bển đi. Cô trước giờ là con cô có bao giờ bàn bạc tâm sự với cô là muốn đi nước ngoài kiếm tiền nhiều không? Hồi trước á, thì nó nói là bạn nó đi làm ở nước ngoài tiền nhiều lắm. Cô nói thôi con ơi đừng có đi bên bển làm gì, con đừng có ham. Nói kìa con nói vậy chứ con đâu có ham đâu mẹ. Hy vọng rằng là em gái xem được video này thấy mẹ của em về đây, nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Và toàn bộ cái câu chuyện mẹ em chia sẻ thì không riêng gì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tất cả cô chú anh chị nghe cũng đã hiểu một phần nào rồi. Cũng rất là thương em, đồng cảm cho em, bởi vì là có thể là cuộc đời của em thời con gái, tuổi thanh xuân của em thì chịu thiệt thòi nhiều. Thì mong rằng em gái tới giờ phút này nếu có cái chuyện gì đó trong gia đình, đặc biệt là bên chồng hoặc là bên bên gia đình nhà mình có vấn đề gì đó thì em gái đang ở đâu đó sớm quay trở về để giải quyết. Nếu còn thương chồng
thì mình về mình ở với chồng để mình chăm con, còn hết duyên hết nợ hết thương chồng thì mình cũng phải về, mình nói thẳng rồi đường ai nấy đi nha em gái. Mẹ em hôm nay về đây mẹ em với một cái tâm trạng thật sự rất là lo lắng, và nãy giờ thì chia sẻ những cái câu chuyện mà có rất nhiều cái điều nghe thật sự rất là bất ngờ hả em. Em mong rằng là em gái đang ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về. Chưa về được thì mình phải gọi điện về cho gia đình thì gia đình yên tâm. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, rất nghẹn lòng. Cô ạ, trong câu chuyện của gia đình nhà mình còn rất nhiều điều ẩn khúc cô chưa thể biết được đâu. Và tất cả mọi người cũng không thể hiểu được đâu. Chỉ có người Đúng. trong cuộc mới hiểu được, chỉ có con gái của cô mới hiểu được. Và đặc biệt chỉ có con rể của cô thôi. Tiếc rằng là hôm nay vắng mặt con rể của cô. Còn mình người ngoài thôi, mình chỉ nghe thôi. Mình chỉ nghe và mình dự đoán thôi, chứ mình đâu có biết được trong cuộc người ta như thế nào. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đôi khi mà con với cô nói chuyện ở đây mà người ngoài người ta người nghe kia là người ta lại hiểu sang một ý khác đấy. Nhá. Thôi thì cái sự việc của cô thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải được ghi nhận giúp gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí cô nhá. Sẽ Rồi. cố gắng đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội. Thì hôm nay cô về đây cô nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Rồi đồng ý. Toàn bộ câu chuyện thông tin cô vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng sự thật. Nếu sai Sai hoàn toàn chịu trách nhiệm. là cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Đúng. Còn chúc cô cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái của cô sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, đặc biệt là về đoàn tụ với con thơ. Con luôn luôn nói là chồng có thể bỏ được nhưng làm ơn đừng bỏ con. Không Đúng. có chồng không sao, nhưng làm ơn đừng bao giờ bỏ con, bởi vì sinh con ra phải có trách nhiệm với các con, phải nuôi các con tới ngày trưởng thành cô ạ. Đúng Nên rồi. mong rằng con gái của cô xem được suy nghĩ lại, hãy nghĩ về đứa con và nghĩ về gia đình mà sớm quay trở về, dù cho trong hoàn cảnh nào đang ở đâu đó cũng phải liên hệ và đặc biệt về với gia đình để giải quyết tất cả sự việc. Còn thương chồng hay không thì về ba mặt một lời mình nói chuyện rồi đường ai nấy đi, lúc đó cũng chưa muộn. Rồi con xin phép chào cô, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.